Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, sau khi các thành viên của KFA đều đã đồng thuận cần sớm thay đổi huấn luyện viên trưởng của đội tuyển, huấn luyện viên Klinman chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, cũng như không thể hiện được khả năng quản lý cầu thủ, KFA chính thức thông báo sa thải huấn luyện viên Jürgen Klinman sau một năm gắn bó sau khi chia tay cựu huấn luyện viên tuyển đức kfa cũng đã lên danh sách những nhà cầm quân tiềm năng để ngồi vào ghế thuyền trưởng tuyển hàn quốc đáng chú ý trong danh sách của kfa có cả tên của huấn luyện viên park hang seo sự xuất hiện của huấn luyện viên park là điều rất bất ngờ bởi trước đó nhiều nguồn tin từ hàn quốc cho rằng ông không thể dẫn dắt tuyển hàn quốc vì những bất đồng trong quá khứ một số chuyên gia cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo là gương mặt phù hợp nếu KFA muốn tìm một huấn luyện viên tạm quyền dẫn dắt đội tuyển xứ Kim Chi trong hai trận đấu trước mắt gặp Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào tháng 3 tới. Về kinh nghiệm, huấn luyện viên Park Hang-seo từng có 20 năm làm việc tại quê nhà với dấu ấn lớn nhất là làm trợ lý cho huấn luyện viên Good Hitting thời điểm dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2002 nhà cầm quân 66 tuổi cũng từng huấn luyện Olympic Hàn Quốc tại ASEAN 2002, sau đó rời chức vụ do không thể giúp đội bóng xứ Kim Chi lên ngôi vô địch. Ông còn dẫn dắt một số đội bóng của Hàn Quốc như Jeonnam FC, Jeonnam Dragon, Sanju Samu và Changwon FC, nhưng không có thành tích đáng kể trước khi sang Việt Nam làm việc vào năm 2017. Kể từ khi kháng bó với bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo thành công rực rỡ và gây tiếng vang lớn ở châu Lục ông trở thành đại sứ văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam là cầu nối ngoại giao giữa hai nước. Hồi tháng 11 năm 2023, huấn luyện viên Park Hang-seo được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA chọn làm đại sứ ở trận giao hữu giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Việt Nam, hiện được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Philip Jussi. Tuy nhiên, theo thông tin từ phía đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện viên Park vẫn đang tập trung để quản lý Học viện bóng đá quốc tế của mình. Đồng thời, ông hiện đang là cố vấn cao cấp của câu lạc bộ Bắc Ninh. Phía đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, huấn luyện viên người Hàn Quốc chưa có ý định quay trở lại với công việc dẫn dắt đội bóng nào. Bên cạnh ông Park, KFA cũng điền tên bốn vị chiến lược gia khác vào nhóm ứng viên cho ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Hàn Quốc. Những cái tên này gồm huấn luyện viên Hong Myon-bo, Wang Siong Hong, Choi Yong Su và Kim Ki Dong. Trong số này, huấn luyện viên Hong Myung Bo là cái tên được đánh giá cao nhất về khả năng trở thành tân huấn luyện viên của đội bóng xứ Kim Chi. Huấn luyện viên Hong có kinh nghiệm huấn luyện U20 Hàn Quốc năm 2009, U23 Hàn Quốc năm 2009 đến năm 2012, trước khi nắm quyền ở đội tuyển Hàn Quốc năm 2013 đến năm 2014. Ông hiện đang là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Ulsan Hyundai và giúp đội bóng này vô địch K-League 2022, 2023. Ngày 17 tháng 2, công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ cháy nhà làm 4 người tử vong xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu khoảng 3 giờ 40 phút sáng nay, đám cháy lớn xuất phát từ tầng trệt một căn nhà trong hẻm 623 đường Cách mạng tháng 8, phường 15, quận 10. Phát hiện cháy, người dân hô hoán, cầm nhiều bình chữa cháy mini đến tiếp cận dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy quá lớn, khói lửa bốc cao, kèm nhiều tiếng nổ khiến lực lượng tại chỗ tiếp cận bất thành. Lửa tiếp tục cháy lan sang hai căn nhà kế bên. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 10 đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do nhà cháy nằm trong hẻm sâu, lối vào nhỏ khoảng 2 mét khiến việc dập lửa gặp khó khăn. Gần 1 giờ sau, đám cháy được khống chế kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng xác định có 4 người thiệt mạng, nhiều tài sản vật dụng bị lửa thiêu rụi. Đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 2, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Theo nguồn tin ban đầu, vụ cháy khiến 4 người trong gia đình thiệt mạng. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm ông LHD 56 tuổi, bà LTHD 47 tuổi, em ông D bà NTHX 46 tuổi, em ông D và ông TQC 38 tuổi, bạn em của bà T. Họ ở cùng gia đình chung nhà, lúc cháy căn nhà khóa trong, có 7 người trong nhà, 3 người thoát được. Ghi nhận tại hiện trường, hiện lực lượng chức năng phong tỏa con hẻm dẫn vào căn nhà xảy ra hỏa hoạn để điều tra. Theo nguồn tin, bước đầu nghi một người đã khóa cửa rồi phóng hỏa, tuy nhiên vụ việc vẫn đang tiếp tục để làm rõ. Trước đó, cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, công an thành phố Thủ Đức điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà ở đường Trương Dương, phường Liên Triểu. Thông tin ban đầu cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 3 giờ ngày 9 tháng 2, tức 30 tháng Chạp, đám cháy bùng lên tại một căn nhà ở đường Trương Dương. Lúc này bên trong nhà có 6 người, trong đó có một người đàn ông bị bệnh bại liệt. Người dân thấy cháy đến dập lửa kêu gọi những người trong nhà đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng. Sau đó, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thủ Đức điều động xe và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khi cảnh sát dập lửa vào bên trong thì người đàn ông bị bệnh bại liệt đã tử vong. Mới đây, một vị đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình xác nhận, cơ quan chức năng huyện Hưng Hà, xã Tiến Đức đã nhanh chóng vào cuộc xác minh xử lý vụ việc một người phụ nữ bán nước tự phát trước khu vực trước cửa đền Trần Thái Bình, có hành vi dùng nước mía thừa của khách trước để tận dụng tiếp tục bán cho khách sau. Trước đó, từ buổi sáng ngày 16 tháng 2, trên khắp các nền tảng mạng xã hội lan truyền đoạn clip tố một người phụ nữ lớn tuổi bán nước mía, lấy nước thừa của khách trước uống giờ để bán lại cho khách đến sau. Hành vi đáng xấu hổ của người phụ nữ này bị một người dân quay lại bằng điện thoại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội và được các trang mạng xã hội lớn đăng phát tán lại ồ ạt đại diện ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà cho hay đây là điểm bán nước mía và các loại đồ uống tự phát của một người phụ nữ ở địa phương. Sau khi sự việc diễn ra khoảng 30 phút, cơ quan chức năng đã nhanh chóng làm rõ, tiến hành thu giữ tất cả đồ nghề, bàn ghế của người bán nước mía và tạm dừng hoạt động với quán nước mía này. Đồng thời, công an xã Tiến Đức cũng đang xác minh, làm rõ sự việc và xử lý theo quy định. Theo như trong đoạn clip cho thấy, người phụ nữ này sau khi dọn những ly nước mía đã để lại chứ không đổ đi phần nước thừa. Khi có khách mới đến mua nước mía, người này lấy ly nước cũ, chêm thêm nước mới vào và bán lại cho khách. Thậm chí, ống hút cũng được tận dụng bằng cách sửa lại chứ không thay mới. Ngay sau đó, khi thông tin cùng đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng không khỏi dùng mình. Theo lãnh đạo công an xã Tiến Đức, quá trình vào cuộc xác minh, cơ quan công an đã thu giữ các vật dụng bán hàng, dừng hoạt động quán nước mía trên để xác minh, điều tra làm rõ thông tin. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã nhắc nhở những quán hàng khác phải tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Lãnh đạo công an xã Tiến Đức nói, Chúng tôi sẽ chấn chỉnh để làm gương cho các quán khác, không để tình trạng như vậy tái diễn. Nếu du khách và người dân nắm được những thông tin, hình ảnh tương tự, hãy liên hệ đến chính quyền để lực lượng chức năng điều chỉnh cho hợp lý. Được biết, tại Đền Trần có hơn 200 hàng quán đang hoạt động phục vụ du khách thập phương. Lễ hội Đền Trần Thái Bình được tổ chức từ ngày 13 đến 17 tháng riêng tại di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình với nhiều nghi thức lễ tế và trò chơi dân gian độc đáo. Trong đó, vào ngày 13 tháng riêng, có phần lễ bao gồm các nghi lễ truyền thống như tế mở cửa đền, lễ dương hương tại khu vực lăng mộ các vua Trần, lễ rước nước, buổi tối là chương trình khai mạc lễ hội và lễ bài yết. Phần hội có nhiều hoạt động như triển lãm nhấp ảnh, mỹ thuật, thi pháo đất, thi gói bánh trưng, thi cỗ cá, thi kéo lửa nấu cơm, kéo co, hát văn, thi tem chầu cánh phượng, giải vật cầu, cờ tướng mạng xã hội mới đây chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ đụng độ giữa tài xế Mazda 3 màu trắng biển kiểm soát 30G429XX và xe buýt xảy ra trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tài xế Mazda cho dừng xe giữa đường, sau đó cầm hai con dao dài trên tay đi về phía chiếc xe buýt đang đỗ cùng chiều. Người này chém nhiều nhát vào phần lốp xe buýt phía dưới, sau đó quay về ô tô, nhấn ga đi thẳng. Khi tài xế này gây hấn, lái xe buýt cùng các hành khách cố thủ trong xe dùng điện thoại ghi lại sự việc. Theo những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, kính xe buýt bị rước một đoạn nhỏ, một phần lốp bị chém rách. Không rõ mâu thuẫn giữa hai phương tiện này là gì, tuy nhiên thái độ hung hăng của tài xế Mazda khiến nhiều người phải lắc đầu ngao ngán. Đúng là cả giận mất khôn, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho được việc mình chứ. Tài khoản định Nguyễn bày tỏ. Các thanh niên giờ manh động quá, ăn miếng là phải trả miếng ngay mới chịu, Đừng vì một phút nóng giận mà để sau này phải hối hận. Minh Trần viết Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm ngay khi tiếp nhận thông tin đã vào cuộc điều tra làm rõ. Hiện tại, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định được danh tính người điều khiển ô tô Mazda 3, xác định thiệt hại tài sản là 20 triệu đồng bên cạnh đó chỉ huy công an quận bắc từ liêm hà nội cho biết hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân triệu tập các bên liên quan khi kết thúc điều tra sẽ thông tin với báo chí